Thông tin tiểu sử An Japan An Japan tên là Lê Ngọc Hoài An sinh ngày 19 tháng 7 năm 1996 tại thành phố Hà Nội từng là sinh viên khoa Tây Ban Nha trường Đại học Hà Nội sở hữu khuôn mặt baby cùng ánh mắt Biết nói và nụ cười dễ gần, nữ sinh trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn nổi lên như một hiện tượng với vai trò là model xuất hiện qua nhiều bộ ảnh thời trang của nhiều nhãn hàng, ngoài học tập 9x còn là chủ một cửa hàng thời trang và tham gia nhiều công việc khác như làm phim ngắn, mẫu ảnh, đóng MV ca, nhạc và MC chương trình thế giới Omyon oh Japan trong vai trò đại sứ học đường cuộc thi Múp ít. 2013, nét đẹp của An Japan được nhiều người nhận xét khá tây. An Japan chia sẻ ca hát là một trong những sở thích cá nhân là niềm đam mê đã từ rất lâu của cô bạn, ngoài việc học trên trường. Với ngành tiếng Tây Ban Nha, cô còn thử sức thêm với lĩnh vực kinh doanh khi tự mở shop thời Chang An Japan còn được yêu mến nhờ sở hữu giọng hát ngọt ngào, lôi cuốn khi cover các ca khúc quốc tế và chia sẻ trên mạng. Chắc hẳn những ai yêu thích An Japan đều chưa quên bản cover ca khúc Lonely của hai ni 1 từng khiến mọi người vô cùng ấn tượng và ngạc nhiên cùng với cô bạn hot girl. Quỳnh Anh xin An Japan hiện đang là những model hot của cuộc thi thời trang X-Gen dành cho các model, stylist và photographer đang gây sốt trong cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, An Japan còn thử sức với vai trò một diễn viên mới đây, bộ phim ngắn vẽ đường cho tin trượt đại học mang tên Lai. Like ở a simple đang là đề tài được nhiều tin chú ý đây cũng là động lực rất lớn cho hot girl trong lần đầu tiên đóng phim